Trong hai ngày qua, thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục giảm điểm mạnh trước những lo ngại dịch cúm COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế toàn cầu. Không nằm ngoài xu thế, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng giảm điểm mạnh trong hai phiên đầu tuần. Tuy nhiên, thì đà giảm điểm đã chững lại trong ngày hôm nay. Theo dự báo của các chuyên gia, thì thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 900 đến 940 điểm và chỉ thực sự hồi phục và tăng điểm mạnh vào quý 2 của năm nay. Kể từ khi dịch COVID-19, dịch cúm virus corona bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, hàng loạt thị trường chứng khoán đã chìm trong chảo lửa. Chỉ trong 3 phiên đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng lao dốc mạnh, thậm chí hạ xuống dưới mức 900 điểm, mức điểm thấp nhất trong 2 năm nay. Sau đó, thị trường dần tăng nhẹ lên mốc 940 điểm vào cuối tuần trước, rồi lại giảm mạnh 12 điểm trước lo ngại về sự suy giảm kinh tế toàn cầu. Và trong ngày hôm nay, thị trường khá ổn định. VN Index chốt phiên ở mức 928,76 điểm, tăng 0,83 điểm so với hôm qua. Trong những ngày qua thì thị trường chứng khoán sau khi mà đã chạm ngưỡng kháng cự tâm lý là tương đối mạnh là khoảng 940-945 điểm thì đã cho phản ứng giảm điểm. Theo quan điểm của tôi thì nguyên nhân cho việc giảm điểm này thì phần lớn là vẫn đến từ việc dịch cúm viêm phổi virus corona thì vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Bên cạnh đó thì thông tin về việc bán ròng của khối ngoại cũng gây áp lực lên thị trường, và đặc biệt là trong tuần này thì có một sự kiện đấy là đáo hạn hợp đồng phái sinh của hợp đồng VN30 thì cũng dự kiến là sẽ có nhiều biến động dẫn tới là nhà đầu tư là tương đối thận trọng khi tham gia thị trường. Cũng theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đi ngang, tăng giảm điểm nhẹ quanh mốc 900 đến 940 điểm. Thị trường sẽ còn một thời gian dài nữa mới có thể thực sự phục hồi, nhưng đây cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư mạo hiểm tiến hành đầu tư bắt đáy. Những biện pháp của chính phủ gần đây thì đang tác động tương đối tích cực đối với thị trường. Vì vậy thì chúng tôi kỳ vọng rằng dịch cúm virus corona sẽ sớm được kiểm soát. Như vậy thì thị trường nhiều khả năng là sau những đợt giảm mạnh vừa rồi thì đã phần nào phản ánh những cái thông tin tiêu cực đó, và có khả năng là những nhà đầu tư sẽ dần quen với những thông tin này, và trong quý 1 thì thị trường có thể là đi ngang và có thể bắt đầu tạo đáy vào quý 2 và hồi phục trong 1 đến 3 tháng tới. Vẫn có những cái câu nói rất là nổi tiếng, đó là hãy tham lam khi mà thị trường sợ hãi, và sợ hãi khi thị trường tham lam. Thì rằng khi các nhà đầu tư hoảng sợ về một cái câu chuyện dịch bệnh chưa rõ ràng, tức là không phải chúng ta chưa đánh giá được những cái câu chuyện tác động, tuy nhiên thì nó mang tính chất ngắn hạn. Nếu chúng ta đo lường những cái số liệu mà của 7 đến 8 cái dịch bệnh trong thế kỷ thứ 20, 19 và 20, chúng ta thấy rằng là mỗi cái nạn dịch được kéo dài từ 3 đến 2 năm thôi. Và sau đó là mặc dù nó còn tác động ảnh hưởng đến cái nền kinh tế cũng như là tâm lý nhà đầu tư, tuy nhiên sau cái giai đoạn khó khăn đó thì thị trường lại quay trở lại cái xu hướng tăng tiềm tiếp. Trái ngược với đà giảm điểm của thị trường chứng khoán, giá vàng vẫn liên tục gia tăng. Hôm nay, giá vàng thế giới đã tăng lên ngưỡng 1.601 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng SJC trong nước cũng tăng lên mức 45 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng so với chiều qua. Theo các chuyên gia, nếu dịch COVID-19 không được nhanh chóng kiểm soát, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, tạo đỉnh 1.700 đô la Mỹ một ounce.